Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 41 Xin mời mở bổn kinh ra Phần khoa chú quyển trung Trang 39 Xem kinh văn Phục thứ phổ quản Nhược hữu thiện nam tử Thiện nữ nhân Năng đối Bồ Tát tượng tiền Tác chư kỹ nhạc cặp ca vịnh tán tháng hương hoa cúng dường nải chí khuyên ư nhất nhân đa nhân như thị đẳng bối hiện tại thế trung cặp vị lai thế thường đắc bách thiên quỷ thần nhật dạ hộ vệ bất lệnh ác sự triếp văn kỳ nhĩ hà huống thân thọ chư hoạnh trên kinh địa tạng chúng ta xem thấy rất nhiều cách thức để cúng phật chỗ này là dùng kỹ nhạc kỹ chính là chúng ta hiện nay gọi là ca múa âm nhạc ở trong phật pháp đại thừa chúng ta xem thấy trong những bức tranh biến tướng đồ vẽ Thế Tôn Hoàng Pháp chư thiên ca hát nhảy múa để cúng dường khi Thế Tôn đang giảng kinh thuyết pháp những sự việc này là nhất định không có trong phật pháp tiểu thừa như bác quan trai giới sai di giới tỳ kheo giới tuyệt đối ngăn cấm đi đến những chỗ ca múa nhưng bồ tát đại thừa thì khác chúng ta có thể thấy vô cùng rõ ràng tiểu thừa là phương tiện thiện xảo mà phật thiết lập ra đối với xã hội bảo thủ đối với người bảo thủ phật pháp đại thừa là đối với xã hội cởi mở là đối với những chúng sanh cởi mở này đây là chứng tỏ phật quả thật là không có pháp cố định không có pháp nhất định phật giáo hóa chúng sanh đều là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức chúng ta thấy ở trong kinh hoa nghiêm đặc biệt nói rất rõ ràng những chỗ này ngài thật sự là ứng cơ phật đương nhiên là có trí huệ có đức năng ngài nhìn một chúng sanh có thể nhìn thấy nhân duyên vô lượng kiếp về trước chúng ta không có năng lực này cho nên phật nhiếp thọ chúng sanh ngài dùng tứ nhiếp pháp rất viên mãn sau cùng của tứ nhiếp pháp là lợi hành đồng sự đồng sự đây là cởi mở nếu như không cởi mở thì sao có thể đồng sự với chúng sanh được chứ đây là trí huệ cao độ thiền định rất sâu ngài có thể thuận chúng sanh có thể ở trong đó dẫn dụ chúng sanh khiến cho chúng sanh giác ngộ khiến cho chúng sanh quay đầu cái tà quy chánh đoạn ác tu thiện phật có năng lực này nếu như mình không có trí huệ không có định công mà cũng muốn học làm như vậy thì rất khó chống lại sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài có rất nhiều người không đủ định huệ Bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ mà thối chuyển Mất đi đạo tâm Chúng ta thấy nhan nhãn khắp nơi Từ thời đại Thích ca mâu Ni Phật Đến nay mỗi thời đại đều có Người xuất gia đọa lạc là... Người xuất gia hoàng tục Thật ra hoàng tục vẫn tốt hơn so với đọa lạc là... Họ từ bỏ hình ảnh người xuất gia để hoàng tục làm người tu hành tại gia cũng tốt cũng có thể thành tựu cho nên xuất gia ở trong cửa phật hoàng tục là một hiện tượng rất bình thường cũng là hiện tượng tốt chúng ta không nên nhìn bằng ánh mắt khác như vậy thì bản thân chúng ta có tội rồi như hiện nay những quốc gia tiểu thừa Họ có hình thức xuất gia trong thời gian ngắn Ở Thái Lan, ngay cả vua cũng phải xuất gia 3 tháng Sau 3 tháng lại hoàn tục Đây là tiếp nhận nền giáo dục Phật giáo Sống đời sống Phật giáo Điều này chắc chắn có lợi ích Giúp ích đối với xã hội Đoạn này là Nói rõ Phước báo Có được khi Dùng ca múa âm nhạc Cúng dường Bồ Tát Đoạn phía trước Là nói Cúng dường Đoạn phía sau là nói họ được phước Từ đoạn Kinh văn này chúng ta cũng có thể thế hội được và suy rộng ra dùng cách thức nghệ thuật để hoàn pháp lợi sanh ở trong đại tạng kinh tôi xem thấy ở trong gia khánh tạng gia khánh tạng là biên tập vào thời minh Tạng kinh rất dày Hiện nay là đóng bìa cứng Đại khái là hai cuốn dày cỡ này Nội dung là gì? Toàn là ca từ phổ nhạc Ca từ phổ thành nhạc Cũng có thể biểu diễn Từ đó cho thấy Thời xưa Dùng cách thức này để khuyến hóa chúng sanh là việc rất thường thấy bởi vì chúng sanh thích tiếp nhận cách thức này biên tập thành kịch bản để biểu diễn tương đối ít vì sao vậy và nhiều điều kiện không phải một người vài người là có thể làm được một vài người dùng ca hát loại biểu diễn nghệ thuật dân gian này vào thời xưa là rất thường thấy đặc biệt là biểu diễn trong pháp hội bởi vì lúc có pháp hội thì người nhiều dùng cách thức này để tuyên dương phật pháp dùng phương thức này để khuyến hóa chúng sanh là một cách thuyết pháp hay vô cùng kinh địa tạng nếu như chúng ta đem những câu chuyện về quan một nữ bà la môn nữ ở phía trước này dùng phương thức ca múa kịch tuồng để biểu diễn ra thì hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều so với chúng ta giảng kinh trên bục giảng đường lối này hy vọng các đồng tu phải nhớ kỹ chúng tôi ngày nay là lực bất tổng tâm nếu như có đủ điều kiện thì phải đem phật pháp đại thừa lên sân khấu nếu như có dựng thành phim truyền hình nhiều tập chiếu trên đài truyền hình bạn thử nghĩ xem sẽ giáo hóa được bao nhiêu chúng sanh sẽ nhận được sự hoan nghênh của đại chúng khắp nơi đây là điều chúng ta cần phải nghĩ đến vào thời xưa ở trong kịch bản cổ đức cũng có biên tập tác phẩm tôi nhìn thấy là kịch bản bình kịch quy nguyên kính trong đây có ba câu chuyện đều là của tịnh độ tông chúng ta đoạn thứ nhất là chuyện về đại sư huệ viễn đoạn thứ hai là chuyện về đại sư vĩnh minh diên thọ đoạn thứ ba là chuyện về đại sư liên trì biên tập rất hay nó là dùng cách thức bình kịch để biểu diễn trên sân khấu. Diễn viên đó chính là Bồ Tát là đang giảng kinh thuyết pháp. Lần trước cư sĩ Du Bổn Dương đến viếng thăm Singapore có đến thăm tôi. Đặc biệt nhắc đến ông muốn dùng phương pháp nghệ thuật để giúp Phật giáo. Tôi nói sai rồi, anh không phải giúp Phật giáo, không phải giúp pháp sư, anh chính là đại pháp sư. Anh dùng phương pháp này hoàn pháp lợi sanh, vậy mới là chính xác. Cho nên kế hoạch của ông lần này sau khi làm xong tập thứ hai, tập thứ ba ông sẽ diễn tế công thuyết pháp chính thức là đại pháp sư chúng tôi vô cùng hy vọng nguyện vọng của ông có thể thực hiện được cũng hoan nghênh ông sẽ đóng vai bồ tát địa tạng trước đây tôi nghe nói ở trong điện ảnh có người đóng vai bồ tát quan âm bồ tát địa tạng nhưng mà không có dựa theo nghĩa kinh của kinh văn để biểu diễn dựa theo nghĩa kinh biểu diễn mới thật sự là lợi ích tất cả đại chúng chữ mấu chốt ở trong đoạn kinh văn này vẫn là chữ thiện thiện nam tử thiện nữ nhân vẫn là ở chữ thiện có thể thấy mục đích ca múa biểu diễn của họ là nhằm khuyến hóa chúng sanh. chứ không phải kinh doanh kiếm lợi. Hiện nay mục đích của mọi thứ giải trí thế gian đều là nhằm kinh doanh kiếm lợi. Nếu như lợi nhuận không khá thì họ sẽ không chịu làm biểu diễn nhất định phải bán vé còn dụng tâm của thiện nam tử thiện nữ nhân thì khác mục đích của họ là giáo hóa xã hội là tuyên dương phật pháp lợi ích chúng sanh mấu chốt là ở chỗ này Năng đối Bồ Tát Tượng tiền tác hư kỹ nhà cập ca vịnh tán tháng Hương hoa cúng dường Nải chí khuyên ư nhất nhân đa nhân Tốt nhất là lợi dụng Nơi có pháp hội Thời xưa Vào những ngày lễ Phật Bồ Tát Thường có diễn kịch diễn kịch là có căn cứ là có trong kinh văn này nhưng xem bạn là diễn kịch gì nội dung diễn kịch mục đích diễn kịch là ở chỗ nào nếu như mục đích của diễn kịch là nhằm thu hút tín đồ thế thì sai lầm mục đích nhất định là dùng cách thức này để giảng kinh thuyết pháp phổ độ chúng sanh Vậy là thiện rồi Mấu chốt là ở điểm này Chúng ta hãy bàn một chút Rốt cuộc họ sẽ được những công đức gì Lợi ích của họ từ đâu mà có Hiện nay hầu hết người thế gian Cho những cách làm này Của Phật Pháp là mê tín thế thì trong quan niệm của họ tu phước cần phải tu ở đâu cần phải làm nhiều sự nghiệp từ thiện như giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ những chúng sanh già yếu chúng sanh tàn tật chúng sanh nhiều bệnh tật trong xã hội làm những sự nghiệp từ thiện này thì được chính phủ nhà nước khen thưởng đại chúng xã hội khen ngợi còn pháp hội phật giáo chúng ta ở nơi đây diễn một vở kịch không có ai xem trọng Trong ý nghĩ của họ Cho rằng Việc đó đâu thể sánh bằng nhà từ thiện xã hội Chúng ta làm vậy là mê tín Là dơ giác của cải Đem lại ấn tượng rất không tốt Cho xã hội Những chuyện này chúng tôi không dám nói là không có thế nhưng tất cả những phương tiện phật pháp chân thật nó đều là mang mục tiêu giáo dục đem giáo dục kết hợp với nghệ thuật trở thành nghệ thuật giáo dục đây là cách cao siêu nhất đạt đến đỉnh cao trong phương pháp giáo dục thế tôn từng giây từng phút đang đề xướng Chúng ta ở trong tất cả kinh Bộ kinh nào Cũng lặp lại rất nhiều lần Phật đã dạy chúng ta Thọ trì đọc tụng Vì người diễn thuyết Diễn chính là biểu diễn Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Thế Tôn cho nên hôm qua chúng ta có nói đến chủ dược thần ở trong hội hoa nghiêm và thuận tiện nói đến tu phước bởi vì chủ dược thần là trị bệnh cho người ta thế gian có ba loại người không sanh bệnh phải biết thầy thuốc cao siêu nhất là có thể làm cho người ta không sanh bệnh thì mới gọi là cao siêu họ bị bệnh rồi mới trị bệnh cho họ thì không gọi là cao siêu làm sao có thể khiến cho tất cả chúng sanh không sanh bệnh phật là đại y vương phật có năng lực ba loại người này là loại người thứ nhất là người có phước báo cho nên bạn phải biết tu phước Người có phước không sanh bệnh Loại người thứ hai Là người có định công không sanh bệnh Loại thứ ba Là người có trí huệ không sanh bệnh Huệ đó không phải là Thông minh trí huệ của thế gian chúng ta Nhà Phật nói Minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ Vì sao nói ba loại người này không sanh bệnh vậy vì ba loại người này có thể ngăn cản được nhân tố sanh bệnh người có phước báo thì nhân tố sanh bệnh ít người có công phu thiền định có thể khống chế được nhân tố sanh bệnh khiến cho những nhân tố đó không khởi tác dụng cho nên họ không sanh bệnh người khai ngộ minh tâm kiến tánh thì càng siêu tuyệt hơn nữa đem tất cả nhân tố của bệnh tật giống như hóa học hiện nay vậy đều đem nó hóa giải biến thành trí huệ đều biến thành công đức cả cho nên họ không sanh bệnh Đạo lý và chân tướng sự thật này Chỉ có Phật biết Phật chỉ dạy chúng ta Chúng ta phải tin Cho nên Phật Pháp Là nền giáo dục trí thiện viên mãn Đối với chúng sanh trong chính Pháp giới Lý luận viên mãn Phương pháp xảo diệu Phật nói trên kinh là khéo léo tài tình đến cực điểm Đáng tiếc là đồng tu học Phật chúng ta Ngu muội không biết Không thể hội được Tâm ý của Phật Không hiểu cách thức Phật giáo hóa chúng sanh Tuy học Phật mà vẫn không đạt được lợi ích của Phật pháp như cũ. Nói không đạt được lợi ích của Phật pháp là nói hiện tại. Thì nhưng lợi ích chân thật, lợi ích sâu xa đều đạt được. Quả báo không phải ở đời này, không phải ở kiếp này vì thế người thế gian cũng không thể tin được đối với việc cúng phật này họ cũng xem thường cũng lơ là đồng tu học phật chúng ta thường hay nghe thấy cổ đức thường nói vừa qua căng tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo vừa qua căng mắt cũng vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo căng là sáu căng sáu căng là lấy căng mắt làm đại biểu nói căng mắt là nói đến sáu căng phải hiểu được ý nghĩa này nói căng nào bạn liền chấp trước vào căng đó thì bạn khó vậy rồi dạy học trong pháp thế gian còn xem trọng từ một suy ra ba nghe một biết mười trên hội lăng nghiêm nói sáu căn phật cũng chỉ nói một cái nói một cái kiến tánh mười lần hiển thị kiến bằng hiểu được mười lần hiển thị kiến cùng một đạo lý như vậy cũng liền hiển thị văn hiển thị giác hiển thị tri thấy đều có Cho nên nói Vừa qua căng tay Dính diễn thành hạt giống đạo Chúng ta thấy đều hiểu rõ rồi Mắt thấy cũng là hạt giống đạo Thân xúc chạm cũng là hạt giống đạo Lưỡi nếm cũng là hạt giống đạo Mỗi người vẫn là hạt giống đạo như thường Như vậy bạn mới hiểu được Tạo tượng trong Phật Pháp Công đức của tạo tượng Phật rất lớn Trong Đại Tạng Kinh Có Kinh công đức tạo tượng Quả báo không thể nghĩ mà Bạn muốn hỏi gì sao? Tượng đúc có thể truyền được dài lâu còn ảnh vẽ khiến người ta nhìn thấy liền gieo hạt giống thành phật khi họ nhìn thấy tượng phật tượng bồ tát sẽ đem hạt giống thập pháp giới Hàm chứa trong A là gia thức của họ Hạt giống của Pháp giới Phật, Pháp giới Bồ Tát Sẽ hiện thành một lần Tất cả công đức Phước đức thế gian và xuất thế gian Có cái nào có thể lớn hơn so với cái này chứ Trong A-lại gia thức của mỗi chúng sanh đều có đầy đủ hạt giống của mùi pháp giới chúng ta thọ sanh ở nơi nào trong thập pháp giới sống đời sống ở trong pháp giới nào điều đó phải xem niệm cuối cùng lúc bạn sắp lâm chung niệm này là niệm gì nếu như niệm lúc lâm chung là niệm phật thì họ sẽ về pháp giới phật niệm lúc lâm chung là niệm bồ tát họ sẽ về pháp giới bồ tát hiểu rõ đạo lý này mới biết được việc tu phước trong cửa phật là không thể nghĩ bà công đức của tạo tượng đâu phải là mê tín Không những không phải mê tín Mà là trí huệ chân thật Vô lượng phước báo Bức tôn tượng này không những khiến cho mình được phước Phạm là người có duyên Nhìn thấy Đều là khơi dậy hạt giống Phật Bồ Tát Trong ruộng tám thức của họ Thấy một lần là giống như tia chớp vậy tỏa sáng một lần nên biết một lần tỏa sáng này là vô cùng hy hữu hiếm gặp bởi vì nếu họ không được thân người không gặp được phật pháp thì họ sẽ không có duyên này không có cơ hội này tuy trong ruộng tám thức có hạt giống phật mà không có duyên khơi nó vậy Người tạo phước Phía trước nói đắp nặng hình tượng Phật Bồ Tát Thiêu vẽ hình ảnh Phật Bồ Tát Có thể khơi dậy Tính sáng suốt quý báu nhất Trong A Lại Gia Thức Của rất nhiều chúng sanh Tính sáng suốt này Nếu thường xuyên Phát huy Thì khoảng cách tu hành chứng quả của họ Sẽ rút ngắn Nếu họ thành Phật thành Bồ Tát Cái gì thử nghĩ xem Họ độ được bao nhiêu chúng sanh Chúng sanh mà họ độ Nhờ chúng ta ở trên nhân địa Tu một chút phước cho họ Nên chúng ta được thơm lây Do có duyên với Phật Bồ Tát Hướng hồ là tự mình tu hành Mình ở trước hình tượng Phật Bồ Tát Cung kính Hành lễ Hương hoa cúng dường Biểu diễn cho người khác xem Nhất là người không tin Họ nhìn thấy những người chúng ta đây Chúng ta không mê tín Không ngu si Cũng không ngốc Cũng không khờ tại vì sao nhìn thấy hình tượng phật bồ tát lại lễ kính như vậy họ nhìn thấy rồi có khi họ cũng sẽ hỏi thỉnh giáo tại vì sao anh làm như vậy đây là cơ hội giáo dục rồi bạn liền có thể giải thích rõ cho họ biết lợi ích công đức này đây là thuộc về cơ hội giáo dục chùa chiền phật giáo trung quốc hầu như mỗi một huyện thị thậm chí là làng xã Đạo tràng mọc lên như nấm Những đạo tràng Có lịch sử Có giá trị nghệ thuật này Hiện nay quốc gia mở cửa Làm điểm tham quan du lịch Bạn phải biết công đức này lớn cỡ nào Rất nhiều khách tham quan nước ngoài Cả đời họ xưa nay chưa có tiếp xúc được Phật Pháp Chưa từng thấy hình tượng Phật Bồ Tát Họ đến nơi này tham quan du lịch Nhìn thấy là đã gieo vào hạt giống Phật Bồ Tát Trong A là gia thức rồi Lợi ích thù thắng Chúng ta không có cách gì nói hết được nhưng người thế gian không biết đây là nói thấy tượng nghe tên nếu như có đệ tử phật thông đạt phật pháp nữa bất luận là tại gia hay xuất gia có thể nhân cơ hội này đem nghĩa thú tượng trưng của hình tượng phật bồ tát giới thiệu tỉ mỉ thì họ được lợi ích ngay trong hiện tại lợi ích này của họ không phải đến đời sau không phải đời sau nữa mà họ hiện nay đã được lợi ích cũng như nói đến nơi đây để tham quan du lịch là đến để đi học bạn đã dạy cho họ một tiết học số tiền họ bỏ ra để đến nơi đây tham quan du lịch cũng như trả học phí học phí không có vô ích chúng ta thu học phí rất ít lợi ích họ thu được rất lớn đây là tại vì sao ở trong trường hợp này chúng ta phải đặc biệt làm đúng như pháp chúng ta đang diễn kịch biểu diễn cho những người chưa có học phật đó thấy khiến cho họ sanh tâm cung kính khiến cho họ khởi lên nghi vấn sau đó chúng ta giải đáp cho họ Chúng ta giải đáp cho một người Thì rất nhiều người tham quan du lịch Họ sẽ dây quanh lại Mọi người đều đến nghe Trong trường hợp này phải biết biểu diễn Nếu không có người hỏi Thì tìm một người của mình Giao hẹn trước Tôi ở đây biểu diễn Anh đến hỏi hát kịch Hát cho người khác xem Cho người ta nghe cách hỏi này trong kinh có gọi là hỏi gì lợi là hữu tình họ không hiểu họ có thể hỏi thì tốt thử xem bên cạnh không có người hỏi nếu không có người hỏi thì người của chúng ta đến hỏi vậy họ ấy để họ được lợi ích cho nên những đạo tràng chua chiền này là giảng đường lớp học để giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới đây là sự cống hiến của phật pháp đại thừa đối với nhân dân toàn thế giới chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này sau đó bạn mới biết lợi ích công đức thù thắng những nhà từ thiện thế gian đó tuyệt đối không thể sánh bằng nhà từ thiện giúp đỡ người ta chỉ một đời một kiếp còn phật pháp giúp đỡ người ta đời đời kiếp kiếp lợi ích này làm sao có thể sánh bằng cho nên quả báo đương nhiên là khác nhau phía dưới đây là nói phước báo của họ như thị đẳng bối tức là nói những người tu phước này trong đời hiện tại và đời vị lai câu phía sau này quan trọng họ không phải một đời họ còn có phước báo đời sau thường được trăm nghìn quỷ thần ngày đêm bảo vệ thần hộ pháp phù hộ bạn tại vì sao họ phù hộ bạn bởi vì bạn hoàn pháp lợi sanh vì bạn Hoàng Dương Phật Pháp Những vị thần hộ Pháp này đều là đệ tử Phật Thậm chí là Trong những vị quý thần này Thật sự là Có chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Thị hiện ở trong đó mặc dù quỷ thần ngu muội không biết các ngài ở trong đó hướng dẫn ở trong đó làm mẫu đây là khuyến thiện làm một chút việc thiện này mà được lợi ích lớn như vậy thì ai không muốn làm việc thiện chứ ai không muốn đi làm việc tốt đây là một loại cách thức khuyến thiện Bất lệnh ác sự triếp văn kỳ nhĩ Hà huống thân thọ chư hoạnh Đây chính là chúng ta hiện nay Gọi là tiêu tai miễn nạn Tất cả mọi thứ tai nạn Không những bản thân bạn không gặp phải Mà âm thanh của tai nạn Bạn cũng không có nghe thấy tin tức bạn cũng không nghe thấy có thể được phước báo lớn như vậy chúng ta phải khẳng định tin tưởng lời phật nói trên kinh mỗi câu đều là chân thật không có một chữ nào là hư dối như lai quả thật là nói lời chân nói lời thật nói lời như nói lời không dối từng câu đều là thành thật trong chú giải hy vọng các vị đồng tu xem cho thật kỹ Đoạn chú giải này của pháp sư Thanh Liên, chú giải rất hay. Trích dẫn sách vở thời xưa để chứng minh nhạc giáo là công năng giáo hóa của âm nhạc. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Phục thứ phổ quản Vị lai thế trung Nhược hữu ác nhân Cặp ác thần Ác quỷ Kiến hữu thiện nam tử thiện nữ nhân Quy kính cúng dường Tán tháng chim lễ Địa tạng Bồ Tát hình tượng Hoặc vọng sanh cơ hủy bán vô công đức cập lợi ích sự cũng chính là nói không có công đức không có lợi ích nói bạn mê tín hoặc lộ sĩ tiếu hoặc diện bối phi diện là trước mặt bối là sau lưng hoặc khuyên nhân cộng phi hoặc nhất nhân phi hoặc đa nhân phi nãi chí nhất niệm sanh cơ hủy giả đây là nói tạo nghiệp hiện nay người tạo loại nghiệp ác này quả thật là có chúng ta thường hay nghe thấy có khi cũng nhìn thấy đặc biệt ở thời đại này của chúng ta trong kinh lăng nghiêm nói thời đại này tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hằng tà sư là ai vậy yêu ma quỷ quái kinh lăng nghiêm quyển thứ tư phật nói cho chúng ta biết bốn loại thanh tịnh minh hối đoạn kinh văn đó vô cùng quan trọng nói rõ cho chúng ta biết trong thế gian này loại nào là yêu loại nào là ma Loại nào là quỷ Loại nào là quái Chúng ta nhìn thấy đều là người Diễn mạo là con người Nhưng tâm của họ không phải là tâm người Là tâm yêu ma quỷ quái Cho nên Phật ở trên Kinh Diệt Pháp Có tiên tri Người hiện nay gọi là tiên đoán Tương lai Phật Pháp Bộ kinh đầu tiên bị tiêu diệt là kinh lăng nghiêm bộ cuối cùng bị tiêu diệt là kinh vô lượng thọ tại vì sao kinh lăng nghiêm bị tiêu diệt đầu tiên vậy tôi đọc đến quyển kinh văn đó tôi liền biết kinh này nhất định sẽ bị tiêu diệt trước kinh này không còn nữa thì yêu ma quỷ quái ở thế gian bạn sẽ không nhận biết được bạn không những không nhận biết họ là yêu ma quỷ quái mà còn xem họ như là phật bồ tát họ giả dạng rất giống rất giống phật bồ tát họ không phải là phật bồ tát thật cho nên chương kinh văn thanh tịnh minh hối đó trước đây tôi giảng kinh lăng nghiêm tôi nói đoạn này là kính chiếu yêu yêu ma quỷ quái nhức đầu với kinh này luôn nghĩ cách tiêu quỷ kinh này không để cho bạn lưu thông để cho nó dễ dàng tác oai tác quái Trong tả truyện của Nho Gia Có một câu danh ngôn Dạy cho chúng ta phân biệt Thế nào là yêu Tả Khưu Minh nói Con người mà bỏ đi luân thường Thì yêu quái hưng thịnh câu nói này gợi ý cho chúng ta rất lớn thường là gì nho gia nói ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tính nếu con người bỏ đi hết những thứ này không cần nữa hay nói cách khác việc họ làm là bất nhân bất nghĩa không nói đến lễ không giữ chữ tín thì người này chính là yêu bất luận địa vị của họ ở trong xã hội cao cỡ nào họ giàu có cỡ nào họ cũng không phải là con người nho gia nhận định khẳng định tiêu chuẩn của con người nhất định phải nói đến nhân lễ nghĩa trí tín cũng chính là nói năm điều kiện cơ bản của làm người trong Phật Pháp Bạn xem Từ xưa đến nay Những vị tổ sư Đại Đức này Đã đem ngũ thường Phối hợp với ngũ giới Không sát sanh là nhân Không trộm cắp là nghĩa Không tà dâm là lễ Không nói dối là tính Không uống rượu là trí từ đó cho thấy đầy đủ ngũ giới đây là con người. Người nào phá hủy vi phạm tất cả ngũ giới là yêu, yêu ma, không phải con người. Tuy hiện nay là được thân người mà nghiệp họ tạo là nghiệp của yêu ma quỷ quái, tương lai nhất định đọa tam độ. đây là điều mà trong tất cả kinh đại tiểu thừa đều nói rất tỉ mỉ phật pháp được tất cả đại chúng công nhận là con mắt của trời người là chỉ dẫn sáng suốt người ta tu học tám tháng còn bạn đi chướng ngại phỉ bán thì tội nghiệp đó rất nặng rồi ba loại chúng sanh mà chỗ này nói người ác phần lớn là người ngu si vì ngu si mới dễ dàng bị những thứ yêu ma quỷ quái này lợi dụng tin nghe theo lời nói dối của chúng hoài nghi chánh pháp yêu ma quỷ quái cũng có tài tranh biện Cũng có tà quệ 50 loại ngũ ấm ma Mà phía sau Kinh Lăng Nghiêm nói Loại là chủng loại Nên những thứ ma này chia thành 50 loại Trong mỗi một loại Chúng ta xem thấy trong Kinh Nếu như không phải thật sự thông đạt phật pháp đại thừa thì quả thật chúng ta đều xem chúng là phật bồ tát chúng ở thế gian này có phước báo phước báo rất lớn có đồ chúng đồ chúng rất nhiều có thế lực chúng cũng có thần hộ pháp thân của chúng cũng có sắc dạt có hào quang phàm phu đâu có thể sánh bằng chúng được phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết hào quang của phật bồ tát là nhu hòa bạn tiếp xúc cảm thấy rất dễ chịu hào quang của ma là có uy lực mạnh mẽ bạn tiếp xúc cảm thấy sợ hãi hào quang của họ trói mắt giống như ánh nắng mặt trời vậy chúng ta không cách gì mở mắt ra nhìn lâu được nhìn lâu trong ánh sáng này có tia tử ngoại sẽ hại cho mắt cho nên ánh nắng mặt trời nhất định là không được nhìn lâu hào quang của ma là thuộc loại này hào quang của phật nhu hòa tại vì sao có hiện tượng này hào quang của phật là lưu xuất ra từ trong tâm từ bi của tự tánh hào quang của ma vẫn là lưu xuất ra từ tham sân si cho nên tuy hào quang rất lớn mà tính chất khác nhau đây là điều chúng ta phải biết ma lợi dụng con người có khi con người cũng lợi dụng ma con người thích cầu danh vọng lợi dưỡng, mà cho họ danh vọng lợi dưỡng. Thế là đạo ma pháp ma xuất hiện ở thế gian này thôi. Có thể khiến tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo. bỏ thiện theo ác vậy là tạo nghiệp ác không chịu tu thiện từ bỏ chánh pháp chúng ta thường hay cảm nhận thấy có rất nhiều người tin tà mà không tin chánh Thích nghe lừa gạt, không chịu nghe khuyên. Đây đích thực là kẻ đáng thương mà trong kinh điển nói thật sự rất đáng thương, họ vẫn tự cho rằng mình thông minh, tự cho mình là đúng. Khi họ nhìn thấy người thiện nam người thiên nữ quy y cung kính cúng dường khen ngợi chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng bồ tát địa tạng đây chính là chúng ta thông thường gọi là lễ phật lễ bồ tát nhìn thấy có người lễ phật lễ bồ tát các vị nhất định phải biết phàm là nhìn thấy người nào lễ phật lễ bồ tát thì họ là chánh tín rất tốt mê tín cũng tốt Chỉ cần chịu lễ bái là tốt Người chánh tính Thì hiện tiền được lợi ích Còn người mê tín Thì đời sau được lợi ích Không có chuyện không được lợi ích Tông Kinh Pháp Hoa nói Một lần xưng Nam Mô Phật Đều đã thành Phật Đạo Chữ đã thành Phật Đạo Đó không phải là hiện tiền có lẽ là ở vô lượng kiếp về sau chỉ là ngày nay họ mê tín nhìn thấy phật bồ tát họ cung kính cúng dường lễ bái chỉ tu một lần phước như vậy vô lượng kiếp sau nếu như gặp được lúc có phật ra đời cơ thể nhờ nhân duyên này mà có thể xuất gia theo phật tu hành chứng quả chúng ta xem thấy trường hợp này ở trong kinh rất nhiều họ hoàn toàn không thật hiểu rõ cũng hoàn toàn không thật hiểu đạo lý lúc gặp tai nạn khẩn cấp niệm một câu quan âm bồ tát niệm một câu a di đà phật công đức đó không thể nghĩ bài huống hồ chúng ta hiểu sâu sắc về những đạo lý này Xưng một tiếng Phật hiệu là một lần đánh thức tâm Cung kính hành lễ Khen ngợi cúng dường Đều là từ tánh đức lưu xuất Mình tâm kiến tánh tánh ở đâu Tánh là từ đây lưu xuất ra Họ vọng sanh khinh chê đối với người tu thích công đức chân thật người tu thích phước đức chân thật vọng là họ không hiểu đạo lý không hiểu được chân tướng sự thật ở trong đó chạy theo vọng tưởng tri kiến của mình từ trong vọng tưởng của họ nảy sinh ra chê bai phỉ báng nói đây là mê tín lời nói này nếu như nghiên cứu thảo luận cho thật sâu thì ý nghĩa rất sâu phật giáo không phải mê tín cho nên người mê tín phật giáo cũng không phải mê tín các bạn nghĩ xem lời nói này của tôi có đúng hay không bản thân phật giáo không mê tín dù bạn mê tín nó cũng không mê tín âu dương cánh vô nói tôn giáo là mê tín dù biết đúng rồi tin nó vẫn là mê tín bản chất của nó là mê bản chất của phật giáo thì không mê bạn cần hiểu rõ đạo lý này cho nên phật giáo bạn bước vào từ mê sau đó có thể khai ngộ nếu như, như trong bản chất của nó thực sự là mê tín cho dù họ biết mà bước vào cũng bị nó mê đạo lý này rất sâu rất đáng để nghiền ngẫm sau đó bạn mới có thể khuyên bảo tất cả đại chúng tuyệt đối không được phép chê bai phỉ bán nếu chê bai phỉ bán là tạo nghiệp nặng rồi bạn nói họ không có công đức nói họ không có lợi ích mà thật ra lợi ích công đức của họ là vô biên Bạn nghe răng cười Cười nhạo họ Phê bình trước mặt hoặc sau lưng Là phê bình họ Phê bình trước mặt hoặc sau lưng Hoặc là bạn còn khuyên bảo mọi người Cùng nhau đi phê bình họ Tổng kết cuối cùng Hoặc nhất nhân phi Hoặc đa nhân phi Phê bình không phải bổn phận của mình Hoặc phi lý Nãy chí nhất niệm sanh cơ hủy giả Đây là nói ít nhất Động ý nghĩ này Bên dưới là nói quả báo của họ Như thị chi nhân hiền kiếp Thiên Phật diệt độ Cơ hủy chi báo Thượng tại A Tỳ Địa Ngục Thọ cực trọng tội Quả báo vẫn chưa xong Phía sau rất dài Những người này Thường hay tự cho rằng mình thông minh Ở trong cửa Phật Bất luận là họ trí tính hay là mê tín Chúng ta nhìn thấy đều quan hỷ tán tháng vì sao vậy bản chất là chánh giác người mê tín cũng được phước không có khác gì so với lời trên kinh nói lợi ích công đức thật sự là vô lượng vô biên không có cùng tận tội báo của phê bình phỉ bán cũng không thể nghĩ bàn, cũng là không có cùng tận. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này, A Di Đà Phật.